Chủ nhà ơi. Sao ạ? Tên anh. Em mua đồ hay sao ạ? Anh lấy cho anh gói thuốc đi, gói ba số đi. Ba số. Ba mẹ đâu hết rồi? Em có lấy hộp quẹt đâu? Không, được rồi. Ba mẹ em đi làm rồi. Đi em vào nhà chơi. Ba mẹ làm hết rồi hả? Vâng. Ủa nay 30 Tết rồi vẫn còn đi làm hả? Ba mẹ em làm à, hết bữa sáng ngày hôm nay. Ăn sáng chưa? Em vừa mới dậy, vừa mở cửa anh vào luôn. Thức trễ vậy hả? Rồi để anh ngồi đây đi ha. Anh ngồi đi chơi. Anh đi đâu chơi hả? Không, bạn bè có đâu mà đi vậy. Sao vậy? Không chơi với ai hết hả hay sao? Không. Hôm bữa cái clip mà em kể về cái câu chuyện của em á thì khán giả chửi anh quá trời luôn. Khán giả bảo không tin, với lại bảo anh là hỏi nhiều, hỏi tung lung tung. Thì tại bữa đó là bất ngờ quá, gặp em lần đầu tiên á, cái câu chuyện của em làm anh cũng bất ngờ quá, cho nên là anh lúc đó anh cũng hơi rối não, tại vì em nói cái gì mà em con của ba rồi em đầu thai thành con của gì hai gì đó, cho nên là anh hơi bị rối não á. Vậy cái clip đó anh bị chửi quá trời luôn, với lại em có gì em nói chuyện lớn giùm anh chút xíu ha. Vậy khán giả bảo là sao không gắn mic cho em, thì kính thưa khán giả, do là em làm clip là đam mê đi tìm tòi những cái mà lạ, nên là em không có điều kiện và cũng không có kiếm tiền, cho nên là em không có mua mic hay này kia đồ, mong quý khán giả thông cảm giùm nha. Em biết ông thầy Thích Văn Phúc không? Em có, anh cũng nghe tiếng lâu lắm rồi, từ cái clip mà thầy ăn thịt các thứ đấy. Rồi ăn thịt đúng không? Vâng. Em vậy là em cũng biết ông thầy đó hả? Vâng. Rồi em có nhận xét gì về thầy Thích Văn Phúc không? Nói chung là thầy ăn thịt thì người ta tu có hai loại anh ạ. Tu hai loại hả? Những người Khmer người ta vẫn ăn thịt bình thường, chỉ có những ngày lễ hay ngày gì đấy người ta mới ăn chay thôi anh. À vậy hả? Thì người ta có hai tôn giáo mà. Nếu như ăn thịt thì kiểu như sát sanh nhiều hơn em. Còn nếu ăn chay nó cũng sát sanh nhưng mà tội nó ít hơn thôi. Ủa sao ăn chay lại sát sanh? Kiểu như bây giờ cây thì nó cũng có sự sống chứ anh. Anh hiểu rồi. Đến ra em cũng am hiểu về Phật quá hả? Am hiểu về Phật giáo quá hả? Em đạo gì? Em người Kinh nghe. Người Kinh, đạo Phật hả? À? Vậy là em cũng biết về thầy Thích Văn Phúc. Vậy em có nhận xét gì về thầy đó không? Nói chung là người ta tu kiểu gì thì tu, mà đừng thịt chó hay là cái gì là được rồi. Gọi là thịt chó này, thịt mèo này, thịt trâu này. Đấy, những thú vật đấy là nó giúp cho con người, nhưng mình đừng ăn nó là được. Như là cũng có nhiều người nói là thầy Thích Văn Phúc như là ăn thịt chó đúng không? Em cũng nghe phong phanh vậy nhưng mà không biết có thật hay không. Em có muốn được gặp thầy đó không? Nhưng mà có cơ hội thì em vẫn muốn gặp một lần để thầy nói chuyện hài. Vậy bây giờ trong cái clip này, nếu mà thầy Thích Văn Phúc mà có xem được cái clip này thì em nhắn nhủ với thầy như thế nào? Nếu như mà thầy xem được clip này ấy, thì em nhắn nhủ với thầy, nếu như Tết này thầy có xuống được đây chơi thì cho em gặp một tí. Em gặp một tí hả? Em vái làm sư phụ. Vái làm sư phụ luôn à? Đi theo thầy học đạo luôn không? Vậy thì hôm ấy thì mình xin địa chỉ của cộng đồng mạng. Nếu cộng đồng mạng mà biết địa chỉ chi tiết của thầy Phúc á, thì xin comment để cho mình biết địa chỉ. Nếu mà có một cơ duyên hay có một có dịp nào đó mà mình mà gặp được thầy, hay là mình có công việc nào mình đi đâu đó thì mình có thể ghé thăm thầy ha. Đúng không? Thầy vui tính lắm ấy. Vui đúng rồi. Anh thì anh cũng có xem rất là nhiều clip về thầy, thì thấy thầy rất là vui và cộng đồng mạng nhiều người chửi thầy quá. Nhưng mà thật sự kính thưa quý vị khán giả, thì theo em ấy nha, theo nhận định của em thôi, thầy á, thầy nói thì hơi lỗ mãng, nhưng mà thầy nói cũng rất là đúng nha quý vị.
Thầy nói rất là đúng, bởi vì thầy cũng không phải là một trong những tôn giáo Phật giáo nào của nhà nước công nhận, mà thầy là tu tại gia, đúng không? Thầy Thích Trâm Phúc là tu tại gia, cho nên là thầy ăn chay hay là ăn mặn, cái đó là chuyện riêng tư của thầy. Và thầy tu tại gia không có ảnh hưởng tới ai hết, nên là hay là ảnh hưởng đến cái gì hết, nên mong quý anh chị cũng đừng lên mà lên án quá, tội nghiệp cho thầy, đúng không? Thầy thì kiểu như là thầy rất là vui vẻ xem clip của thầy mà cười cũng đau bụng luôn á. Em thầy bị lúc mà thầy đi ra chợ bông hay gì thầy bị đánh thấy cũng tội tội sao vậy? tội nghiệp thầy clip đó, em vậy là em có coi clip đó rồi. Thì cũng tội nghiệp thầy quá ha. Mà thầy vui vẻ mà đúng không? Thầy vui mà, chứ không phải thầy mà gọi là thầy có tiếng không, không phải là thầy lợi dụng cái gì. Thì đâu thấy thầy lợi dụng cái gì đó. Vâng đấy. Nên người ta cũng không ảnh hưởng gì đến mình, thì mình nếu như mình có cái tâm thì mình lên mình cúng dường cho thầy, không thôi mình chỉ thắp nhang này nọ thôi, mình đừng có chửi thầy hay là cái gì để mang nghiệp cả nhà. Đúng rồi. Vâng. Đúng luôn. Rồi hôm ngày em khỏe ổn đúng không? Hôm ngày rồi có thấy cái gì nữa không? Mấy nay Tết thì em cũng ít ra đường ấy. À. Em còn quanh quẩn ở nhà thôi. Thì cũng có rất là nhiều người quan tâm đến em. Hay là bây giờ em có thể kể lại một cái câu chuyện mà hôm bữa em kể cho anh á, clip mà chưa rõ ràng á. Tại cái bữa em kể anh cứ kiểu như là anh hay chặn ngang em nên là khán giả không có hiểu và biết rõ. Bữa nay em có thể kể lại cái câu chuyện mà kỳ bí của em được không? Thì lúc trước em tắm xong với bạn em chết đuối thì em cũng kể anh lần rồi hôm kia đúng không? Đúng rồi, đúng rồi. Vâng, thì hôm nay em kể lại cho anh là lúc đấy thì em chết đuối. Xong rồi kiếp sau là kiếp này của em này là em bị tai nạn. Em mới nhớ lại kiếp trước của em là em đi cùng với ba đứa là tắm cái sông mà cũng cách đây tầm 2 km này. Rồi. Thì kiểu như cái kênh người ta sẽ đào một chỗ là nó trũng xuống ấy anh. Vâng, nếu một chỗ sâu này thì em bơi ra xa cái em chuột chân xuống. Em gọi là không biết bơi. Thì thế em mới chết đuối ở đấy thì